Xin chào tất cả mọi người nhé, Chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó thì hiện tại là trên tay mình là đang là chiếc là Samsung Galaxy A50s nhé mọi người nhé Đó thì ở trên cái chiếc điện thoại của mình uh, hoặc là những cái video hướng dẫn của mình trước đây là có rất nhiều video mình hướng dẫn cho các bạn là uh, chúng ta khôi phục cài đặt gốc. Nhưng mà ở trên cái chiếc điện thoại này thì uh, khách hàng của mình là khi mà khôi phục cái chiếc điện thoại này thì đã quên không xóa cái tài khoản Google. Đấy, thế nên bây giờ phải là xác minh cái tài khoản Google nhé mọi người nhé Và không nhớ cái tài khoản Google Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là Xóa xác minh cái tài khoản Google ở trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy A50s này nhé mọi người nhé Đây mình sẽ kích vào bắt wifi để cho mọi người xem nhé Mình khởi động cái máy này này Rồi mình ấn vào tiếp này buộc là các bạn phải nhớ cái mật khẩu màn hình điện thoại của các bạn hoặc là cái tài khoản google này đó thì uh, nếu mà chúng ta không nhớ cái tài khoản google này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người uh, cách để chúng ta xóa cái tài khoản google này đi nhé mọi người nhé thì các bạn có thể là nhìn lên cái máy tính của mình uh, ở trên cái máy tính của mình thì mình tải cái phần mềm uh, zero này uh, zero calock này đó thì uh, cái phần mềm này thì mình sẽ để ở dưới phần uh, mô tả của video và cả mật khẩu để giải lén cái uh, ứng dụng này nhé mọi người nhé thì các bạn sau khi tải cái ứng dụng ở trên cái máy tính như của mình như này rồi thì chúng ta sẽ kích vào cái chuột phải rồi chúng ta chọn là extract to để chúng ta giải lén này rồi mật khẩu ở đây thì các bạn điền cho mình là full done nhé rồi mình ấn vào ok này đây đây là cái thư mục mình đã giải lén ra này mình sẽ mở cái thư mục này ra nhé đầu tiên thì các bạn uh, kết nối cái cáp uh, điện thoại của chúng ta với cả cái máy tính nhé mọi người nhé, mình sẽ kết nối cáp này uh, và chúng ta sẽ kích vào cái phần USB driver để chúng ta chạy cái driver cho chiếc điện thoại này nhé, đây đã nhận ra là A50s này, rồi mình chọn yes này. rồi tiếp theo mình chọn yết nhé, rồi mình chọn vào lách like này, lách like này, rồi mình ấn in tab này. Ok sau khi mình đã chạy uh, driver cho chiếc điện thoại này thì mình vào finish nhé Rồi Tiếp theo thì các bạn sẽ vào cái ứng dụng uh, Cái thư mục mà vừa chúng ta giải lén này Đó mình sẽ kích uh, vào cái phần uh, zero calog này nhé mọi người nhé Chúng ta mở này lên Rồi nó đã ra cái file rồi đã nhận cái uh, USB của chúng ta rồi này mọi người này Đó, Thì ở đây các bạn sẽ kích vào là uh, end now 2023 này nhé mọi người nhé Rồi mình ấn vào yết này Rồi ở trên cái điện thoại thì các bạn cần phải quay về cái mục là ban đầu Mình sẽ quay về này à Chúng ta sẽ kích vào cái phần là cuộc gọi khẩn cấp nhé Rồi mình điền cái ký tự là sao thăng không sao thăng này Rồi nó ra được cái màn hình như này Thì chúng ta sẽ kích vào phần là ok nhé Ok ở trên máy tính nhé OK, nó hiện lên đăng này ở trên cái điện thoại của chúng ta thì nó sẽ hiện lên là cho phép gỡ nối qua USB thì mình sẽ kích vào luôn cho phép từ máy tính này nhá, mình kích vào cho phép này. Rồi ở trên cái máy tính thì các bạn kích vào phần reset FRB cho mình nhá, đây mình kích vào này. Rồi mình kích vào cho phép ở trên điện thoại nhé Rồi, vậy là cái điện thoại của mình đang bắt đầu khởi động lại nhé mọi người nhé. Ở trên cái máy tính của chúng ta báo đăng như này thì chúng ta cũng có thể là không cần dùng đến máy tính nữa nhé mọi người nhé. Rồi, bây giờ mình chỉ cần là đợi cái điện thoại của mình nó khởi động lên thôi. Ok, mình kích vào cho phép này mình kích vào tiếp theo này ở đây thì mình sẽ kích vào cái phần là để sau nhé rồi mình nhấn vào là có này đó vậy là mình đã truy cập được vào cái điện thoại của mình rồi nhé mọi người nhé đây và chúng ta không cần đến cái tài khoản Google nữa bây giờ các bạn là sẽ dùng một cái tài khoản Google mới để chúng ta có thể là sử dụng tiếp cái điện thoại này nhé mọi người nhé để chúng ta tải được những cái ứng dụng ở trên chiếc điện thoại này về chúng ta dùng Ok, thì hôm nay mình đã hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là xóa xác minh cái tài khoản Google ở trên cái chiếc điện thoại là Samsung Galaxy A50s này nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và ơi thì cho mình một like và đăng ký nhé và chia sẻ video giúp mình.